Những ngày vừa qua, Flex đến hơi thở cuối cùng, trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng khi thu hút hơn 1,2 triệu thành viên, trong đó có cả những người nổi tiếng. Được biết, người tạo ra group này là Đặng Hữu Thịnh, 29 tuổi, quê ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thịnh kể, vào 4 năm trước, đã từng có ý định tạo ra hội thích khoe trên Facebook. Dù có ý tưởng, nhưng mình cảm thấy thời điểm đó không phù hợp. Vì lúc đó lo, sẽ vô tình tạo sự phản cảm, khó chịu với mọi người, nên mình nuôi ý tưởng ấy suốt thời gian qua. Thời gian gần đây, khi lướt TikTok, Facebook, Instagram, mình thấy nhiều bạn trẻ có khoe về bằng cấp, nhà cửa, mối quan hệ, v.v. một cách bình thường. Và lại, qua quan sát, mình biết được nhiều người trẻ Việt Nam rất tài giỏi, nhưng chưa có nơi để họ có thể thoải mái chia sẻ những thành tích đạt được. Và bất giác, mình nghĩ đến ý tưởng của 4 năm trước, nên cho rằng đây là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa để thành lập nhóm. Mục đích lập nhóm, theo Thịnh, là để truyền động lực, năng lượng tích cực đến với mọi người. Cũng theo chia sẻ của cha đẻ nhóm Flex đến hơi thở cuối cùng, sau khi nhóm tạo nên cơn sốt trên Facebook, Thịnh đã nhận được rất nhiều lời ngỏ muốn mua lại nhóm này. Nhưng mình không trả lời, vì mình muốn giữ được con tinh thần này, muốn lan tỏa những thông điệp tích cực cho cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ, Thịnh chia sẻ.